Ơi, vợ anh đang tiếp khách. Nhận được hoa hồng 40 triệu. Đúng rồi. Chào mừng quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền trên youtube.com/Đồ Gỗ Đức Hiền. Kính thưa quý vị, hôm nay là có một bác khách hàng đến đây ngắm và xem thì chúng tôi, do cái không gian của nhà bác thì rất là hạn chế cho nên chúng tôi đã bày ra đây để xem là có ok được không. Thì như vậy là với cái bộ cuốn thư câu đối cỡ nhỏ nhất của chúng tôi là cỡ 3, thì là đây là không gian là cao từ mặt bàn thờ lên đến đỉnh trần là 1m55 và chiều ngang là như vậy là còn 1m7, là kê được đủ một bộ này cao 1m55 và 1m7. Ơi 1m8 2m nhá. Và báo cáo quý vị là khi bộ cuốn thư ba chữ hiện nay với cái mẫu long hóa ở giữa là ba chữ Đức Lưu Quang, còn bên cạnh đây là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, là những cái bộ tương tự như này lúc nào cửa hàng cũng có. Và nếu quý vị mà cái không gian hạn chế thì chúng ta đây là một cái đề xuất, và cái này là chúng tôi làm lần đầu tiên là cho khách hàng là anh Bắc ở trong Sài Gòn. Với cái không gian đó thì anh lúc trước chúng tôi làm cái quả bầu này nó cao 1m27 cơ, nhưng mà theo đề xuất của gia đình mà cái không gian nó hạn chế cho anh chỉ dùng là cao 99 thì vừa sinh với không gian này. Cái clip này cũng là để báo cáo quý vị là với một cái không gian tôi xin nhắc lại là cao 1m55 và ngang là 1m7 là chúng ta đã để được cái bộ này. Còn trong trường đặc biệt mà nó ngang chỉ có 1m4 thôi chúng ta vẫn để được, nhưng mà lúc đó thì khi thấp xuống thì lúc đấy chúng ta là phải để giãn hai cái câu đối dạt sang hai bên thì có thể là cái không gian nó phải rộng 2m và cao 1m4 thì chúng ta vẫn kê được bộ này. Báo cáo quý vị như vậy. Và cũng clip này, qua clip này cũng là cảm ơn đến anh Bắc, anh Bùi Bắc ở thành phố Sài Gòn là đã có cái sáng kiến để ra một cái kích thước mới cho cái bộ cuốn thư câu đối cỡ 3. Tạm biệt quý vị, đây hình ảnh đang quay tại tầng 3 khu B của Đồ Gỗ Đức Hiền. Xin quý vị liên lạc chúng tôi theo số đây. Đây bác khách hàng đang, do cái không gian của bác là chỉ có cao 1m55 và cao và ngang của nó là ngang của bác là còn nhà của bác là 1m9 đúng không ạ? Đấy. Nó là 3m nhưng có cái đường đi. À, có đường đi, thành ra bác kéo di đô vào 2m. Trong cái di đô nữa thì vâng. Trong đó kê này là đang dùng hết có 1m7 thôi bác ạ. Cao 1m55 mà ngang còn có 1m7 thôi. Đây. Đây cháu vừa đang ba viên gạch này là 1m8 mà vẫn còn lưu không. Xin quý vị liên lạc Đồ Gỗ Đức Hiền theo số 0984666999 hoặc là Zalo Viber là 0967 666111.